can ban ngu của tập đoàn bogo rõ ràng là người đàn ông đó chan bin à ngày mai bắt đầu đi làm ngay có được không bởi vì dự án đô thị Càng nam mới đang gấp lắm nếu như hoàn thành nó sẽ trở thành địa điểm tiêu biểu mới của seoul một công trình rất quan trọng nó vừa về nước hôm nay anh không thấy gấp quá sao cho thằng bé chút thời gian để nó nghỉ ngơi rồi sau đó ở cái thế giới này làm gì có ngày để nghỉ ngơi chứ thậm chí cái tên ô minh Hồ đó cũng không biết vị trí của mình mà muốn đấu với anh ngay từ đầu anh phải giẫm chết hắn mới đúng manh hu à cái tên ô minh Hồ mà con nói có phải cái tên mà lúc trước chủ tịch xin rất coi trọng không con là hắn đó hả đừng nói nhiều nữa bắt đầu từ ngày mai con đi làm đi ba có thể tin con không dĩ nhiên rồi nếu ba cho con một vị trí Con có thể bắt đầu đi làm ngay ừ, Trời, cháu trai của bà Số một đó nha <laughs> Máu huyết của nhà họ Càng có thể chạy đi đâu được chứ Hả? Ừ Mẹ đã nói với con Cho nó đi du học sẽ không có phí tiền đâu mà à, Nó là đứa con mà chính con sinh ra Nhưng con không biết sao nó lại tuyệt vời và đáng tin vậy nữa. <laughs> Không còn thời gian nữa Mình phải nhanh chóng chuẩn bị cho Hê Sa. Mình đã chờ đợi 17 năm rồi Bây giờ đã tới lúc có thể bắt đầu <laughs> à, nè con trai à manh hù tại mẹ tò mò cho nên mới hỏi con cái người tên omino Hồ mà hồi nãy con vừa mới nhắc tới đó đó có phải là người đàn ông mà trước đây đã từng suýt cưới vợ con cuối cùng không thành đúng không con ờ nhưng mà mẹ hỏi chuyện này để làm gì đây là chuyện lâu lắm rồi mà hình như là mẹ có nghe ai đó nói là cậu ấy đã cưới vợ rồi mẹ thắc mắc không biết là cậu ấy có con hay không hả nghe nói là anh ấy có một đứa con gái nhưng mà đó là đứa con mà anh ấy nhận nuôi nhận nuôi Thật... có thiệt không vậy con chuyện này là sao đây không lẽ họ đã biết hết rồi sao nếu như họ nhận nuôi nó chắc họ đã làm xét nghiệm adn rồi sao mẹ lại ngạc nhiên vậy Ủa? chuyện anh ấy nhận nuôi đứa bé thì có liên quan gì tới mẹ chứ à, 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 đâu có liên quan gì đâu con không có gì hết đó con đừng để ý nghe không có gì đâu à, à. Anh quá xem thường tôi rồi đó Cái đồ không biết trước biết sau này Sợ quá đi Xấu à, 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 à. hổ quá xấu hổ quá Để chừng nào tôi bắt được cô tôi sẽ Cô dám khiến tôi xấu hổ trước mặt mọi người sao Được. Được. Bây giờ tôi sẽ tới đó liền. Sao sao quan con không nói cho chú biết, nghe nói hôm qua có chuyện xảy ra, rốt cuộc là sao? Dạ con xin lỗi chú. Chú hỏi con rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao con lại xin lỗi, bây giờ bên kia đang làm loạn lên kìa. Nếu có chuyện xảy ra mà con không chịu nói, làm sao giải quyết được đây? Mình ơi, sao anh lại vậy, đã có chuyện gì hả? Ba, ba bình tĩnh lại đi. Sao quân không phải là người phụ trách công trường mà, cậu ấy thì biết gì chứ. Chuyện trước mắt là phải nghĩ cách làm sao để thuyết phục khách hàng mới đúng đúng không? Chúng ta nhanh chóng tới công trường đi ba. Tuần sau là quán cà phê mở cửa, rút cuộc chuyện này làm sao đi? Có phải là cô đang giỡn mặt với tôi không? Tất cả đều là lỗi của tôi hết. Cho dù có phải thức suốt đêm, tôi cũng sẽ hoàn thành đúng thời hạn mà. Tôi xin hứa với ông đó. Nếu như quán cà phê không mở cửa đúng ngày, công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông. Hãy tin tôi và chờ đợi ở tôi. Bây giờ ông tưởng tôi là ai hả? Bộ nhìn tôi dễ khiếp lắm sao? Tôi muốn lập tức quỷ hợp đồng. Ngay từ đầu á, đáng lẽ tôi nên giao cho tập đoàn bô Gum, Thế gì giao cho mấy công ty nhỏ như ông? Ê... Giám đốc à, sao không nói cho ông ấy biết sự thật chứ? Con nghĩ là đã tới lúc nên nói cho ông ấy biết chủ đề thiết kế mà lúc đầu chúng ta nghĩ ra. Chủ đề hả? Thật ra giám đốc của chúng tôi ngay từ đầu đã có ý đồ hướng quán cà phê của ông đi theo phong cách cổ điển rồi. Tại tính ra thấy tốn quá nhiều chi phí nên chúng tôi mới không tích cực giới thiệu cho ông thôi. Cái gì mà cổ điển? Ý của cô là sao? Ừ. Ông thử nhìn ở đây đi. Sàn nhà chúng ta sẽ làm một cách thô sơ giống như một công trường đang xây dựng vậy. Khung cửa sổ nhập từ Myanmar. Dùng khăn trải bàn kiểu này để trang trí. Chúng tôi muốn tạo nên một quán cà phê mang phong cách cổ điển bên cạnh bờ sông Hàn. Dĩ nhiên, chúng tôi cần có được sự đồng ý của ông. Dạo này, phong cách này đang là xu hướng có phải không? còn phải nói chỉ cần ông cho chúng tôi thời gian một tuần chúng tôi sẽ giúp đỡ cho ông đổi thành phong cách này mà không thu thêm phí cho dù chúng tôi phải chịu lỗ đi chăng nữa cũng muốn giúp quán cà phê của ông có được phong cách thích hợp nhất đó <laughs> Hay sang à, bắt đầu từ ngày mai con có thể tới công ty làm. Con qua rồi. Cảm ơn cậu nha Hay sang. Không có cậu tôi không biết phải làm sao đi. Vậy mới nói. Tôi đã không phí công học tập có phải không? Ba. Bữa trưa nay ba mua đồ ăn ngon cho con đi. Hồi sáng chúng ta đi gấp quá nên con không kịp ăn gì. Ba hết. biết rồi. Ba sẽ mời con một bữa thịnh soạn ha. <laughs> con gái của bà giỏi thiệt. Dĩ nhiên rồi. chắn là trước đây mình đã từng thấy gương mặt này. Nhưng mình thấy ở đâu vậy ta? Mẹ ơi, con đi làm đây. Tối nay con có cuộc họp với đội thiết kế nên chắc sẽ về trễ. Nè, nè, nè. cô, cô có thể giúp tôi âm thầm điều tra con bé này không? Đưa cho thư ký Chô kêu cô ấy âm thầm điều tra mọi thứ về nó. Đây là chuyện vô cùng quan trọng nên làm càng nhanh càng tốt. Người này là ai vậy? Có phải đối tượng coi mắt của Trang Bin không? Nó có ổn không mẹ Cô Đức về để giới thiệu nó hả Trời ơi cô không cần biết nhiều Chỉ cần làm theo những gì tôi nói thôi Con bé này làm việc gì Bây giờ nó đang sống ở đâu Từng học ở trường nào Hả Sinh nhật ngày bao nhiêu Tôi muốn biết tất cả những thứ liên quan tới nó Điều tra giùm tôi đi Mẹ đừng có lo gì hết Đây là sở trường của con mà Một ngày nó đi vệ sinh bao nhiêu lần Thậm chí tình trạng phân của nó ra sao Con cũng sẽ điều tra rõ ràng con Đi đi Con chào mẹ Ủa? Dì Đức Gia à? Dì có khỏe không dì? À, dì khỏe. Con là con của Chi Hê. À, mình không gặp nhau bao lâu Lúc rồi. Lúc trước con đi Tây Ban Nha du học, gần đây con mới trở về thôi. Dì có khỏe không dì? <laughs> Thỉnh thoảng mẹ con có nhắc tới con. Nghe nói con nhận được rất nhiều giải thưởng, kết quả học tập cũng rất tốt đúng không? Dì cũng tự hào về con lắm. Đúng rồi. Nếu là Tây Ban Nha, con có biết Anthony Gaudi không? dĩ nhiên là con biết rồi ông ấy chính là lý do mà con quyết định đi du học ở trường đại học barcelona đó bộ dì cũng biết về ông ấy hả à, một chút đúng lúc dì cũng có hai vé đi xem triển lãm gâu đi nếu như ngày mai con có thời gian con có muốn đi chung với dì không con gái của dì nó không có hứng thú với những chuyện này lắm ngày mai hả ừ vậy thì để con đi chung với dì cho à không thật sự con muốn đi lắm tức vậy hả dạ <laughs> nếu như con muốn thừa kế vị trí của ba, trước mắt con hãy tham gia vào đội thiết kế. Nếu ba cho con vị trí tổ trưởng ngay, chắc chắn nhân viên khác sẽ dị nghị. bằng mọi giá trong dự án đô thị Cang Nam mới, con phải để cho họ thấy được khả năng của mình. con đã nghe chưa? Dạ con hiểu rồi, con sẽ cố gắng hết sức khi nhắc tới Cang Nam. con nghĩ tới cái gì đầu tiên? Giáo dục, có phải không ba? đúng vậy nếu chỉ cần dùng một từ để định nghĩa càng nam đó chính là giáo dục chủ đề của dự án đô thị mới lần này là sự thay đổi mới bắt đầu từ chuyện khảo sát thực địa tới chuyện thiết kế còn nhớ phải làm cho tốt dạ yeah. chủ đề của đô thị mới lần này là đổi mới có phải không vậy thì tôi sẽ phát triển bản thiết kế theo khái niệm nhà bị động dù sao thì đô thị thân thiện với môi trường đang là xu hướng hiện nay thân thiện hả <laughs> Ý tưởng này cũng được lắm đó. Tôi có thể giúp gì cho cậu đây? <laughs> Để coi. Ừ, bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ được chuyện gì. Ừ, cậu có thể đi khảo sát thực địa. Được rồi. Dù sao thì trước tiên cũng phải đi xem chỗ đó ra sao, thì chúng ta mới biết được nên giữ cái gì, nên bỏ cái gì chứ. Tôi sẽ đi rồi nói lại. Cậu mà cũng biết khảo sát thực địa sao? Nếu cậu thực sự muốn giúp đỡ cho tôi thì tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt tôi làm ơn tránh xa ngành thiết kế của tôi ra đi cưng xa quân đúng vậy chính là cây thông đó sao lại bắt tôi đích thân đi khảo sát vậy chứ ba của tôi cũng thiệt tình tôi thấy nãy giờ mình đi cũng đủ rồi chúng ta về thôi đây là dự án mà chủ tịch chúng ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng anh chỉ vừa mới xem năm phút hay là chúng ta thêm chút nữa được không dù là năm phút hay là năm mươi phút không phải chỉ cần xem nhiều thì có thể nghĩ ra được gì đâu một kiến trúc sư là người phải xét tới một ngàn điều kiện để nghĩ ra bản thiết kế trong đồ. OK. Thư ký chùa, anh ra xe đợi tôi trước đi. Công ty xây dựng Cung Chun Bi. Bây giờ nhìn mới đúng hơn nè. Thiệt tình. Mau dừng lại ngay. Sao anh dám tự ý dễ lên bản vẽ của người khác như vậy hả? Chào gia báo. Bản vẽ của cô sao lại như vậy hả? Xem ra cô là người mới rồi. Gì đây? Lại là anh nữa hả? đúng là quan gia ngõ hẹp không sai một chút nào dạo này còn gặp quan gia ở chỗ xây dựng dự án mới nữa hả hôm nay gặp được cô tôi sẽ nói thẳng với cô luôn cô khiến tôi bực mình tới nỗi buổi tối không thể nào chợp mắt được cô có thấy quần thâm mất trên gương mặt đẹp trai của tôi không hả tên khốn nào đã khiến cho cuộc sống của tôi trở nên đen tối hả cũng bởi vì anh tới phá mà suýt chút nữa tôi bị mất bản hợp đồng mấy trăm triệu tôi sẽ thả mấy chục con chim ra tới khi anh chịu quỳ xuống xin lỗi anh cứ chờ đó đi chim hả <laughs> xem như tôi bồi thường cho cô gửi số tài khoản và số tiền cho tôi tôi sẽ chuyển tiền cho cô ngay lập tức được chưa tôi không cần tiền chỉ cần xin lỗi thôi thường đứa trẻ không có tiền rất hay nói câu này à. cô thấy tôi nói chuyện với cô nên tưởng tôi là bạn cô sao xem ra chúng ta không thể nào thỏa thuận được tốt nhất đừng chắn đường của tôi nữa tránh ra đi ừ. à. À sao cô lại dùng bằng tay dây bẩn của cô đụng vào tôi cô biết tôi là ai không hả với lại sao cô lại không dùng kính ngựa với tôi vậy chứ cô bao nhiêu tuổi hả tôi đủ lớn để biết trước biết sau đó tại nhìn tôi trẻ quá nên anh xem thường hả nếu anh thấy quan ức thì lấy chứng minh ra cho tôi coi coi ha chứng minh hả cô tưởng tôi không dám lấy ra sao cô chỉ là một con bé không ra gì mà dám lớn tiếng với tôi hả nè coi đi anh cũng nhìn rõ cho tôi đi nè một, một hai, hai không bốn, bốn chín một một gì đây sao sao giống hệt nhau vậy hả cùng tuổi dê cùng của bạch dương sao Wow! mình sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con nhỏ này hả vô lý quá cô đổi ngay ngày sinh cho tôi ngày sinh thì làm sao mà đổi được nếu như thấy bực mình quá vậy thì kêu mẹ anh sinh lại đi Sao mình có thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cái tên này chứ Thì là xui xẻ quá đi mà <laughs> à, à. Nè Đứng lại cho tôi Nè Cô đứng lại không hả Mẹ ơi Cô chết à. chắc rồi Nè đứng lại Mẹ ơi Mẹ ơi Có tên mới nè Mẹ mau thức dậy coi thử đi ừ, Trời Có cái chuyện gì mà ồn ào quá vậy Nên Sao Đức Gia có thể như vậy chứ Sao lần này con thất vọng gì cô ấy lắm Đối tượng coi mắt mà Đức Gia tìm cho Trang pin đó Thư ký Chô đã điều tra về cô ấy rồi. Hả? Vậy hả? Sao? Nó là người ra sao? Hả? Sao hả? Con nói cho mẹ biết liền đi. Nó là đứa con được nhận nuôi. Còn tuổi tác thì sao? Đây cũng là vấn đề. Nó bằng tuổi với Trang Binh của chúng ta đó. Bằng tuổi? Có thiệt là bằng tuổi không con? Còn gì nữa? Còn chuyện gì khác không vậy? Cô không điều tra được chuyện gì khác hay sao? Như là ngày sinh chính xác của nó. À. Hồi nãy con giận quá nên đã xé tờ giấy rồi. được nhận nuôi từ cô nhi viện Gumbit sinh vào ngày 12 tháng 4. Nếu là 12 tháng 4. Đúng rồi. Hai đứa nó cũng sinh cùng ngày với nhau. Nếu cổ nghĩ Trang Minh không phải con ruột nên giới thiệu cho nó một đứa trẻ có nhiều thiếu sót, con tuyệt đối sẽ không nhịn đâu. Nếu nói một cách chính xác, nó là con trai của vợ trước mà. Thật sự nó đã tìm thấy con của mình làm sao? Nếu không phải như vậy, làm sao ba của nó lại nhận nuôi nó được chứ? Đức Dê đang ở đâu vậy? Mau gọi cho tài xế vô, hỏi Đức dê đang ở đâu đi. Dì nói thật dạ, mà, tôi cũng vậy, được đi cùng con gì vui lắm. <cười> <cười> nhìn thú vị thật đó. Dạ, thích quá hả dì ha? Vậy hả? <laughs> à, dạ. dễ thương quá. Tôi <laughs> thấy thú vị lắm. Người nào không biết nhìn giao con tưởng mẹ con ruột nữa. Con nhìn nè, cái này sợ <laughs> cái này nữa nhìn cũng được ha. Ừ. À. bây giờ nhìn <laughs> hai người họ đúng là có gì đó giống nhau thì Rốt cuộc mình phải làm sao đây Nó để cho bà con bé nuôi con bé vậy có khi nào Nó đăng lên kế hoạch phản bội manh hu hay không <cười> <cười> Mình tìm được miếng sắt rồi <cười> <cười> Hôm nay ông bắt được con rồi Cô là người ngày nào cũng lấy chai không rồi đem đi đổi kem ăn đúng không? Khoan đã, ông có gì á thì bỏ tay ra rồi nói mà. Khoan đã, sao ông lại nói chuyện nghe nghiêm trọng quá vậy? Con chỉ là muốn bắt mấy con trường trường thôi mà. Ba mẹ con là ai? Mau gọi họ tới đây ngay. Hả? Ông chưa tận mắt, nhìn thấy em trai của con lấy trộm mình của ông đi đổi kem ăn à dù có đúng là em trai của con lấy đi nữa thì đây cũng là lỗi của một mình nó thôi tại sao phải làm phiền người lớn bận rộn tới đây làm gì chứ gì chứ mấy cây kem mà vua rang ăn đều vô tôi đưa tiền cho nó mua hết mà tôi thấy hình như đây là chuyện mà chú không nên nhúng tay vào làm gì Vua rang à con nói gì đi chứ những gì bà nói có phải không ba muốn con nói sự thật hay là nói dối đây gì hả Ê, trời ơi, đứa bé này đúng là mắc cười quá, có phải không? Lúc này mà nó còn nói giỡn được nữa kìa. con đâu có giỡn đâu. Vì tập quá cũng đã nói như vậy mà. Muốn ba trả tiền cho gì ấy, không phải là chuyện dễ dàng gì, còn khó hơn đào vàng nữa. Thằng bé chỉ là lấy của anh có mấy cái bình không thôi mà. Anh lại bắt người nhà của nó tới đây để nói này nói nọ rốt cuộc đây là phong tục của nước nào vậy hả? Hồi nhỏ con anh chưa từng làm những chuyện như vậy sao? Cứ xem như bỏ tiền ra mua kem cho cháu mình, bỏ qua cho nó một lần thôi bổn được sao trời? Cũng đâu có nhiêu đâu, đúng là cái đồ keo kiệt. Gì hả? Cháu của chị lấy cấp đồ, chị nên dạy dỗ lại nó mới đúng chứ. Phải để tôi dẫn nó tới sở cảnh sát chị mới chịu tỉnh ra sao. Mau đi thôi, đi thôi. À, trời, đi. Trời, trời, trời ơi, đi. cái người gì đâu kỳ cục quá, à? anh tính đồ gu ra của chúng tôi đi đâu vậy hả? Mấy đứa à không được rồi, phải cho hắn ta thấy sự đáng sợ của chúng ta thôi, tất cả xong lên Ê, ấy, trời. Ê, ta, đừng ừ. cô để cho mấy chạy ừ. ừ. mất làm giữ chặt lại đúng ừ, giữ chặt đúng lại đúng trời ơi, ơi nó không biết kêu trời ơi ừ. ừ. à, ừ. à, à, à. khoan đã khoan à, đã khoan đã mình tỉnh lại đi thì tình đã gì tới lại gì tới lại đi tôi mua cho chú nguyên một bịch kem luôn nè đều tại tôi không biết vậy con thật lòng xin lỗi chú nhiều xin lỗi chú nhiều thật lòng xin lỗi chú nhiều sao cô tự nhiên quỳ xuống xin lỗi mọi chuyện sắp được giải quyết rồi không lẽ quu rang của chúng tôi đã trộm của anh tới 100 trăm cái bình sao ừ. nếu như con nhỏ nó phạm lỗi thì cha mẹ phải quỳ xuống mới đúng chứ đúng là ngày nào quu rang cũng đổi bình không lấy kem ăn mà chúng ta mau về nhà thôi mau về thôi đi thôi mau đi thôi mẹ nè 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 nói thiệt đúng là hết nói nổi cái gia đình này cũng may là có một người còn bình thường á chúng ta lấy cây thông này làm hình tượng của đô thị mới có được không tôi đã hỏi những người sống ở gần đó họ nói cây thông này đã được hơn hai trăm năm tuổi nếu lấy cây thông làm trung tâm rồi trồng thêm vài cây xung quanh nó cảm giác sẽ rất thích hợp với xu hướng thân thiện với môi trường làm sao đây tôi đã vẽ xong bản thiết kế rồi sao hả wow nhìn tuyệt vời thiệt những nhiêu đây có là cái gì ở tây ban nha nếu không phải là nhất thì không thể nào tồn tại được đúng là thiết kế cần phải học hành đàng hoàng mới được hay sang à hay là bây giờ tôi chuyển qua học ngành thiết kế có được không vậy hả tôi muốn kiếm nhiều tiền để đi du học ba mẹ của cậu cho tôi ở đây tôi đã biết ơn họ nhiều lắm rồi nếu như tôi còn làm phiền họ nữa thì thật quá đáng ừ, dĩ nhiên cậu muốn học tôi không có ý kiến nhưng tại sao cậu lại muốn học thứ khó như vậy làm gì chứ sao cậu không học nấu ăn thêm rồi mở một nhà hàng đi tại tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho chú cho nên mới quyết định theo học nấu ăn thôi nhưng mà nó không hợp với tôi chút nào hết Chuyện này cậu đừng có nói với chú Và dì Chi Hê đó nha ừ, Có đồ gì cần giặt cứ đưa cho tôi Bây giờ tôi đi giặt đồ nè Đây là Bạn thiết kế mà sao quân dễ sao con đang nghĩ ra được ý tưởng gì chưa? À, giờ con vẫn đang nghĩ, chắc sẽ nhanh chóng nghĩ ra thôi. ba biết là sẽ như vậy, nên ba đã giúp con chuẩn bị một phương án. tòa nhà ở giữa là gì vậy ba? trường học sao? ở đó. Ba sẽ ở đô thị mới xây dựng một chung cư cao cấp, sau đó ở giữa rừng cây sẽ cho xây dựng một phân hiệu của trường Y Tinh. Về chuyện phân hiệu, ba đã bàn bạc với người ta xong rồi. Xây dựng phân hiệu của trường Y Tinh sao? Nhưng con nhớ ở giữa chỗ đó có một cây thông lâu năm, tuyệt đối không đủ không gian đâu. Chỉ cần chặt cây thông đó đi là được rồi. Chúng ta đang cố xây dựng một trường học nổi tiếng, ai thèm để ý tới cái cây thông nhỏ bé chứ? Còn đợi đi, những người can nam coi trọng việc giáo dục sẽ thích chuyện này tôi điên luôn đó. Ừ. Tại sao? Từ lúc về tôi không nhìn thấy đang rê trên đâu hết vậy. Bởi vì chuyện công ty nên tụi nó đi Pháp rồi mẹ. Mẹ không biết sao? Cái gì? Hai đứa này thiệt là sao tụi nó đi Pháp mà lại không chào bà nó một tiếng? Rốt cuộc cô có biết cách dạy dỗ con cái của mình hay không vậy hả? Bởi vì tụi nó không phải là con ruột của cô hay tại cô bận lo cho đứa con bên ngoài? Cái gì mà đứa con bên ngoài chứ? Mẹ đang muốn nói tới chuyện gì vậy mẹ? Còn giả ngốc sao? Cô không biết rõ chuyện này thì còn ai biết đây? Trước giờ bởi vì luôn nghĩ cho manh hu của nhà chúng tôi, nên tôi mới cố gắng nhịn cho tới ngày hôm nay. Nhưng cô muốn đâm sau lưng tôi một nhát chứ gì? Nhất định tôi sẽ điều tra cho rõ ràng mọi chuyện, căn nhà này căn nhà kia, tôi sẽ quỷ hoại hết. Cô đợi mà coi. Lỡ như bà ấy phát hiện ra sự thật thì sao? <laughs> để cảm ơn con cậu đã cùng tôi đi xem triển lãm nên hôm nay tôi muốn mời hai người một bữa trước giờ hay Sang là một đứa bé rất thích đi xem những buổi triển lãm chúng tôi mới phải cảm ơn uhm, nếu sao quan của chúng tôi cùng đi chung thì tốt biết mấy tôi đang tính đi xem với con bé trước khi buổi triển lãm kết thúc hình như là chị hay cậu rất thích con bé sao quan đó thì phải thấy cậu nuôi dưỡng và đối xử với sao quan tốt như con gái của mình thật không dễ dàng từ khi quyết định sẽ cho nó sống chung, tôi chưa từng xem đứa bé đó là người ngoài. Tại sao quân không muốn nên chúng tôi mới không để nó vào hộ khẩu, nhưng mà tôi luôn xem nó như con gái mình. Đây là lý do tại sao con luôn yêu thương và kính trọng mẹ như vậy. Tại con nên mẹ mới nhận cậu ấy về. Nếu như mẹ ghét cậu ấy thì con sẽ cảm thấy buồn lắm. <laughs> Trong mắt của dì, Trái tim của hề Sang đẹp hơn nhiều. À. hề Sang của chúng tôi lần này sẽ tham gia vào dự án đô thị Cang Nam mới. Có rất nhiều công ty muốn tuyển dụng nó vào làm việc. Nhưng nó nói chỉ muốn giúp ba mình thôi. À, vậy hả? <cười> <cười> công nhận, con ngoan thật đó. hề Sang à, lúc quay về Hàn Quốc, chuyện con muốn làm đầu tiên là gì? Vì sẽ giúp con thực hiện. À, có thật không? Con thật sự rất muốn đi tới một nơi. <laughs> dạ con ngại quá nếu chuyển địa điểm con sẽ nói cho mẹ biết địa chỉ <laughs> lâu lắm rồi con mới được uống nước này đó ừ, trời xem con bé đứt ve đó cười nói vui vẻ chưa kìa mẹ hôm nay chúng ta phải cho cổ biết tay mới được làm sao cô ấy lại muốn tự ý giới thiệu một con bé như vậy cho chủ tịch tương lai của tập đoàn bô gum chứ đừng nói nhảm nữa chuẩn bị xong chưa dĩ nhiên rồi được rồi cô mau đi dạ đi đi. con đi một chút nha lát nữa con quay lại ôi à, trời ơi có sao không vậy để tôi đỡ à, cô đứng dậy nha ôi trời ơi chiếc dẫn của tôi bị dướng vô tóc của trời... cô rồi à, trời ơi thầy à, sang à trời ơi Đang ta gặp té hả con sao rồi hả thầy sang à đâu sao gì vậy bằng chải của mình cậu có thể giúp tôi làm nhanh nhất có thể hay không hả? Tốn bao nhiêu tiền cũng được hết đó. Việc này rất là gấp, phải làm thiệt nhanh. Lần này mấy người chết chắc rồi. Ừ. Thầy Sang đã làm xong bản thiết kế cho dự án. Ý tưởng của con bé rất tốt. Theo như chú thấy, nó hoàn toàn lợi dụng được toàn bộ không gian. Con cũng coi để học tập đi. Dạ, giám đốc. Chắc tốt hơn chú tưởng tượng nhiều có đúng vậy hả? <laughs> Đây là... Hê Sang đã lấy cây thông để làm hình tượng trung tâm với ý tưởng tạo dựng lên một đô thị thân thiện với môi trường. Sao hả? Con cũng thấy đây là một ý tưởng rất đặc biệt, có đúng không? <laughs> Tại sao cậu có thể ăn cắp ý tưởng của tôi như vậy? Cậu hãy tự mình nhìn thử xem. Cây thông ở chính giữa những cây xanh và tòa nhà hoàn toàn giống hệt như bản thiết kế của tôi. Cậu tính giải thích chuyện này như thế nào đi? Công nhận cậu mắc cười thật đó. Bây giờ cậu với tôi đang cạnh tranh với nhau sao? Dù chúng ta là một đội đi nữa, thì đây cũng là hành động ăn cắp, vi phạm bản quyền. Ít ra cậu cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Cậu, vẫn chưa thay đổi thói xấu của mình hả? Cậu mới chính là người chưa chịu thay đổi thói xấu của mình kìa. Những gì mà cậu nghĩ ra, tại sao những người khác không thể nghĩ ra giống như vậy? Cậu tưởng mình là người tuyệt vời lắm hay sao? Mặc dù không phải như vậy nhưng mà cậu chỉ là một thành viên của đội tôi mà thôi. Ý tưởng riêng của cậu chỉ là một đóng góp nhỏ cho cả nhóm. <laughs> Quan trọng hơn là cậu đâu phải là kiến trúc sư đâu sao ý của tôi là cậu còn không có khả năng tự mình xây một căn nhà nữa mà ý tưởng cậu đưa ra được công nhận tôi nghĩ cậu sẽ thấy vô cùng tự hào thậm chí vui mừng tới nỗi nhảy cẩn lên không sao đâu không hề dù sao thì cậu cũng nên nói trước với tôi một tiếng ý tưởng mà tôi đã nghĩ ra không thể để cho người khác ăn cắp như vậy được tôi sẽ nói với chú minh hô bản thiết kế này ngay từ đầu đã do tôi vẽ ra <laughs> Cậu tính làm cái gì vậy hả? Cậu tính dùng cái này để trả ơn cho tôi sao? Người có ơn với tôi là chú Minh Hô và dì Chi Hê. Chứ không phải là đồ ăn cắp như cậu đâu. Ừ, mẹ à. Giờ mẹ muốn ra ngoài sao? Ừ, đúng vậy. Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, nên phải đi. ờ à, đúng rồi chồng của cô nói hôm nay sẽ về nhà sớm nên cô đừng có để nhà trống ở nhà đi nếu như cô muốn ăn gì đó thì cứ ăn thiệt là nhiều nếu chuẩn bị được cái quan tài vậy thì càng tốt đây là kết quả hay sao mẹ oh. tại sao cô lại theo tôi tới đây vậy rốt cuộc cô, cô sợ cái gì ờ tôi không cần đọc kết quả xét nghiệm chỉ cần nhìn mặt của cô thôi là tôi biết hết rồi người phụ nữ xấu xa con nói thật con không biết mẹ đang nói tới chuyện gì hết cô còn dám nói dối ở trước mặt tôi nữa hả mang thai con của người khác sinh ra đó vẫn còn chưa đủ, còn lén lút. Đưa con gái của cô tới nhà người khác nhờ nuôi dưỡng lừa chúng tôi 24 năm trời. Rốt cuộc ý đồ của cô là gì hả? Có phải cô muốn con gái của mình trả thù manh hu nhà tôi, muốn hủy hoại manh hu chứ gì? Dù lý quá, tại sao không phải làm như vậy chứ? Từ lúc hai chúng con đám cưới cho tới tận bây giờ, còn tốt với anh ấy tới mức nào? Không phải mẹ là người biết rõ nhất hay sao? Người phụ nữ xấu xa, vô liêm sỉ. <laughs> Bỏ ra! Bỏ ra <laughs> Cô Hôm nay tên của cô sẽ bị xóa khỏi sổ hộ khẩu Hãy trả giá cho những tội lỗi của cô Sau đó cô chết đi Con gái của cô Cứ để cho tôi và Minh Hu lo cho nó Cô cứ yên tâm Đi tìm mẹ của cô đi Không được Không được mẹ Không được mà. Ra. Mẹ ơi không được Không được đâu mẹ <laughs> kết quả ADN của xin đức dè và ôi hê sang là không phết không không một phần trăm trùng khớp. Cho nên, kết luận giữa hai người hoàn toàn không có quan hệ quyết thống chuyện này. Là sao đây? Hả? kết luận giữa hai người không có quan hệ quyết thống